Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hello profile gây choáng của những thí sinh Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020. Sau gần một tháng khởi động cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đã có sự xuất hiện của những gương mặt nổi bật, sở hữu chiều cao nổi trội, nhan sắc xinh đẹp, giúp cho cuộc thi nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Trong rất nhiều bộ hồ sơ tham dự có hai hồ sơ khá đặc biệt được gửi đến chương trình, đó là Vũ Thu Phương, Lê Quang Vinh. Nếu như các cô gái khác gửi hình dự thi khi đã chuyển giới, thì hai thí sinh này lại chọn những tấm ảnh có phần cá tính, mạnh mẽ, dưới hình hài là con trai. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của chủ đoàn Loto và Huy Su Su đến từ Tiền Giang cũng khiến nhiều người thích thú. Chia sẻ lý do tham dự cuộc thi, người đẹp cho biết, dẫu biết bản thân còn khiêm tốn về chiều cao, nhưng với thông điệp muốn lan tỏa, những bạn cũng có chiều cao khiêm tốn như mình rằng, có niềm đam mê thì chúng ta sẽ chinh phục được tất cả bằng niềm tin và nghị lực của bản thân. Tôi tin ai cũng có thể chạm đến ước mơ của mình. Lê Quang Hưng đến từ Nha Trang, sinh năm 1996, cao 1m73. Mặc dù chưa chuyển giới thành con gái, nhưng cô nàng vẫn quyết định ghi danh vì mong muốn được trải nghiệm ở một sân chơi quy mô, được gặp gỡ, học hỏi từ những người để hoàn thiện bản thân. Cuộc thi Miss International Queen Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng với sự xuất hiện của loạt mỹ nhân chuyển giới. Hãy cùng chờ xem liệu cô gái nào sẽ tiếp tục đăng ký tham dự cuộc thi nhé! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé!